cho lãnh chung bài gọi thế tôi anh nữa gấp đôi bài gọi lãnh chung chụp hình bài gọi ngàn với tôi bớt không anh em bớt rồi chụp hình bài gọi ngàn về đi Thank you.
đi uống cà phê nha nhẹ. Siêu thị á, đối diện là siêu thị. Giờ là bên nước Úc là 2 giờ trưa, bên Việt Nam mình chắc là 10 giờ trưa nhỉ. Tin hả? Tin bị mắc cái điện thoại iPhone 15 rồi, buồn quá, ở nhà livestream bán hàng kiếm lúa lại. À, 11:30 vậy thì bên đây là 2 giờ, cách 3 tiếng rưỡi, cách 3 tiếng rưỡi, vậy là bên cái bên bay bên Adelaide này nó khác bên New Bank thì cách 4 tiếng, Adelaide cách 3 tiếng rưỡi Việt Nam. Đội nón bên chơi mái tóc này ai cũng nhìn ta kỳ ta. Tay nhìn nhiều hơn người Việt, Việt nhìn mình thì ít, tay nhìn thì nhìn. Lạnh ghê. Ông tin chắc nhà live stream bán hàng hay sao? Cái này nó ấm cái đầu, không có lạnh. Không đợi miếng nào. Dạ chị Dung, chị muốn làm đẹp thì alo, số điện thoại Sơn Kim cho màn hình đó. Đó, Sơn Kim đó, mấy chị yêu chia sẻ đặc lực giảm 5% khi khách chia sẻ livestream nhé. Mua 3 triệu giảm còn 1,5 triệu, địa chỉ 113 Cù Lao, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh. Cái địa chỉ của bà xã sang đó, cả nhà muốn làm thì ghé đó nha cả nhà. Hôm qua qua nhậu luôn, qua phải ngủ nhân viên nhậu xịn, đã ngủ 2 giờ đêm ba điện mình đã trời bên bển là 10 giờ tối mà ba điện mình lúc mình đêm 12 giờ đêm. Mọi người mới ăn xong mới quay xong á, quay người ta đang ăn quay hoài kỳ quá, sao đi ra ngoài chứ. Người ta diễn xong mới quay chứ đang ăn quay nữa. Hơi kỳ. Bye bye nha. Tí nữa đi có đi biển xong quay nha cả nhà.